Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoàng Việt TV1. Thì hôm nay lại quay mấy cái cảnh một số người đồng bào người ta bán lan rừng ở hè phố ở thành phố Kon Tum. Thì tôi quay một số cảnh, còn đây là cây giáng hương, rẻ quạt, hoa rất đẹp. Và ngoài ra thì phía cuối video thì tôi sẽ quay một số cây chia sẻ với giá cụ thể. Bạn nào quan tâm thì phía cuối video xin mời các bạn. Các bạn thân mến, thì hôm nay 15 tháng 12 năm 2021 thì tôi sưu tầm mấy cái này về đây. Thì lát nữa tôi quay cái một số cái cảnh ở ngoài chỗ chợ lan rừng của những người đồng bào người ta bán ở thành phố Kon Tum. Thì hôm nay có thêm tới mỗi ngày có mấy người. Dạo này người ta dẹp thì ít, trước nó còn một điểm nữa nhưng mà dạo Covid như đấy. Thì hôm nay tôi sưu tầm mấy cái kiếm này. Bạn nào ấy, thì đây có một cái cây giáng hương rẻ quạt. Cây này rất đẹp, thuộc hàng dài siêu tầm dòng giáng hương nha các bạn. Thấy cây nó rẻ quạt này rất đẹp, hoa thì tôi chèn vào đây các bạn. Cái này gọi là hàng siêu tầm đấy, cái này thì 350.000 này. Lát nữa tôi quay chi tiết bao nhiêu cái này. Cái thứ hai là có cái kiều vuông, hoặc đây nó kiều vuông tức là người ta nói, nhưng mà đây có cây này lá rất tròn đẹp này. Người ta buộc một túm này, cái này là 70.000 này. Còn Hải Vân Nam thì tôi đang trồng các cái chậu đây các bạn. Như đây thì tôi bán một cái này 11 cây là 250.000. Cây của nó cây tầm trung thôi. Còn kia tôi trồng cây to, bạn nào sưu tầm cây to thì cứ 100 một cây. Cây to. Còn cây này thì tầm trung, tí tôi quay cụ thể là 250.000 11 cây. Còn đây kiếm ba cái này là kiếm của rừng Đắc Côi này. Còn hai cái rẻ to này của Đắk Lây này. Như người ta cắt lá nó dài quá người ta cắt này. Thì như cái này rẻ này 100 này, cái này 120 này, cái này ba rẻ thì 150.000 này. Cái rẻ to này rẻ rất to này. Tất nhiên cây nó như thế, tôi quay tí thôi chứ 150.000. Và cái kia là 200.000. Đấy bây giờ mời các bạn xem cái một số cái cảnh ở bán lan ở đường phố. Thì mỗi ngày tôi quay một ít thôi, và một vài cái loại lan, tức là hôm nay tôi không mang cái cây trống nên là không đặt nó quay nên mình cầm, nên là tôi không quay từng loại lan đấy. Thì có thể mai là sẽ quay một số cái loại lan những bạn nào sưu tầm đấy. Thì bây giờ mà các bạn xem một số cảnh đấy, và sau đấy thì những cái hình này chi tiết thì giá như nào thì mời các bạn. Toàn những cây rõ dây. Cái này là cái gì? Quý gì? Hả? Cái này gọi là cái gì? Quế đỏ. Quế đỏ. Hoa đỏ à? Đỏ đấy nè, bông nó dài lắm. Mà kiếm cho cắt hết lá nó đi. Kiếm ra nó cắt lá nó đi. Đấy thì bây giờ vào chi tiết các hình. Thì tôi bố trí sắp xếp cái video thế thì không, các bạn nào ưng không thì chẳng hạn sau các bạn nào chẳng hạn quay một số hình vào cuối cái đoạn video thì các bạn nào xem. Thứ nhất là cái giáng hương rẻ quạt. Hình 1 này là 350.000.
Đây các bạn thấy là mấy cây này. Cây này nó người ta gọi dáng hương đấy, tức là cái cây thân nó dòng này, nhưng mà cái này lá nó rất rất đẹp, nó xếp hai bên rất đẹp này. Cây này thuộc hàng siêu tầm đấy. Đấy nó có rất nhiều cây này, một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, cả cây nhỏ này. 7 8 8 9 cây, 8 cây nữa. Như có những cây nhỏ tí này, cây nhỏ tí trong này thì nó vẫn tính là cây. Thì cái này là 350.000. Một số cây là rẽ nó bám vào cổ gõ này. Tôi định ấy là chẳng hạn trồng một hai cây vào cái chậu mình trồng để dựng ngược nên nó trông như kiểu rằng đai châu á, mình trồng theo kiểu đấy. Còn cây này thì hoa rất đẹp thì tôi chèn hoa đấy các bạn xem. Cái này thuộc dòng sưu tầm, thuộc bên là nó cũng hiếm có. Chứ còn cái quế dáng hương bình thường như quế tím các những cái rề rất to, cây nó dài, nhưng riêng cây này nó rất đẹp trong dòng sưu tầm. Thì bạn nào sưu tầm cái hình một này là 350.000. Đấy tôi treo đấy. Cái thứ hai là kiều sơn thủy tiên. Không biết là sơn thủy tiên hay là kiều ấy. Thì hai cái này tôi cũng đã nộn, như loại này cây thân ngắn này. Các bạn thấy cây này lá rất to này. Nó nhiều cái người ta buộc vào đây thôi chứ không phải dây nguyên bản. Thì cái này là 70.000. Đấy thân cũng rất nhiều này. Cái thân vàng thì cái này không biết, đấy cái thân vàng thân đen này thì không biết là màu nó có cái màu mỡ gà, có cái màu trắng thì không biết, các bạn thấy đây nó khác nhau đấy. Thân nó khác nhau này, có cái này khác khác thân đây, thân vàng. Đây nó còn lẫn một cái cây gì con đây. Đấy thì bạn nào ưng thì sưu tầm. 70.000 hình 2. Hình 3 cái rề kiếm này. Kiếm này kiếm của đắc côi này. Đấy, đây là bóc bóc trên cây này. Loại này mọc trên cây này, bóc trên cây này. Cái này cũng nhiều thân này, các bạn thấy củ nó cũng rất là đã này. Thì cái này 100.000. Gang đây nó dài, loại này nó hình như nó hai giống sao đây. Một cái lá dài, một cái lá ngắn hay là nó cùng loại. Không biết, đây như củ nó rất đẹp này. 100.000 kiếm này đắc côi này, hình 4 này, hình 3 là cái hai Vân Nam đây. Hai Vân Nam thì có 11 cây. Cây nó tầm đây, tôi cứ để tay các bạn hình dung này. Cái này lá nó khoảng 10 cm, một cây này. Cây này thì hơi nhỏ này, hai cây này. Ba cây, cái này nó gãy một lá này. Cây này lá to này. Ba cây này. Bốn cây, cây này thì to này, cái này lá to, các bạn để trên bàn tay biết to này. Bốn cây này. Năm cây, cây này nó có 3 4 mầm. 3 mầm. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này, cây này lá rất đẹp này. 7 cây này. Sao tôi đếm thế nào nó không đủ à? 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này, cây này có 2 3 mầm này, 3 cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 cây này. 9 cây này. 10 cây này. 11 cây. Đấy. Nếu trong đó có 2 cây là thành cái bụi, cái này trồng một rề là bụi lên mấy mầm này. Là hình 4, à hình 3 là 250.000, hai Vân Nam. Hai Vân Nam con tum này hoa rất đẹp. Cái này nó lấy ở khu vực là giáp đắc côi đắc nây, vùng rừng giáp đắc côi đắc nây. Đấy còn kia tôi trồng kia. Đấy còn hình 4 này thì 100 này. Hình 5 này 120.000. Lá dài người ta cắt đây. Thế tôi người ta cắt thì cái kiếm rừng ấy, như cây này củ rất đẹp này các bạn thấy chưa. Củ rất đẹp mà cây này củ nó sáng này, xanh xanh này. Tôi cứ quay các cái lá cho các bạn xem này. Đấy, đầu lá. Đấy, thấy chưa? Củ cây này, bụi này cũng rất đẹp, 120.000. Thấy chưa? Củ nó trở thành to, to phết này. Khoảng 2 3 đầu ngón tay. Đây là nó trong rừng, cây này thì nó mọc thẳng đấy. Đấy là hình 5 là 120, sang hình 6 này. 150.000, nó gồm 3 loại.
đây một loại này. Cái dòng đắc côi hôm nay có cây này lá hơi phớt phớt vàng này, còn những cái này nó xanh này. Cái này củ nó nhỏ thì củ nó thế này thôi. Một này, hai này, cái này, những cái này nó mọc trên cây này, kiếm mọc trên cây đấy. Đấy, nó ngoài vòi hoa cũ của nó rất dài này các bạn, nó dài hơn lá này. Đấy, cái này 5 thân này, 2 dề này, 3 dề. Cái này lá nó hơi phớt vàng hơn này, thấy các bạn thấy chưa? Đấy, còn thân gốc củ nó cái này đáng nhẽ bóc sạch nhưng mà. Đấy, ba cái này là 150.000 là hình 6. Đấy, sang hình 7 là một cái dề. Dề này nó bóc trên cây này các bạn, giấu trên cây này. Một số thân già nó hỏng nó cắt hết này. Cắt lung tung rồi. Đấy, còn thân nó rất nhiều. Cái này là của Đắk Lây. Gửi thì đóng này, bạn nào về chỉ cần xếp cái này lên chậu nó. Đây mấy cái thân già đấy nhưng mà cái này nó vẫn lên này. Rất nhiều thân này. Đấy, lá rồi xanh đét các bạn chép này. Đấy. Thì tôi cứ quay các bạn nhìn, nhiều bạn cứ hỏi. Nhưng mà nó trong rừng lá nó mốc thích nha. Cái này hình 7 150.000 của Đắk Lây. Hình 8 này một cái này. Đấy, nó mọc như thế này. Cái này thì 200.000. Lá nó mọc mốc thích nha. Hình 8 là 200.000. Đấy. Thân như thế này. Những cái này nó mọc trên dạng cây mục này. Nhưng mà nó ở trong rừng nó lên thế này là tốt, là lá nó mốc thích, đen xì. Nó bẩn, lá nó bẩn. Củ nó cũng đẹp này. Cây nó bé. Cây bé như lá to thì không biết dòng là kiếm gì. Thôi thì cứ tôi đưa đấy kiếm rừng, bạn nào sưu tầm thì ấy thôi. Bởi vì kiếm chừng một dè to này thì cũng 100.000, cái này 200.000 thì cũng rất là rẻ thôi. Hoặc đây là 150.000, 3 dè này, 3 loại này. Cái thì hơi lá hơi phớt phớt vàng, nó chuối này, cái thì lá xanh này. Còn dè này thì này, lá xanh đét, này, củ to này. Đấy, mà nào ưng đấy. Còn Hà Vân Nam kia thì 11 cây, là cây vừa tầm trung vừa tầm nhỏ nhỏ thì là 250.000. Còn đặc biệt là cái giáng hương rẻ quạt, tức là tôi tràn hoa đấy các bạn xem rất đẹp, là hình 1 là 350.000. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Còn một số cái điện an kia thì bạn nào sưu tầm thì 150.000 1 kg, được gọi là cái điện an tổng hợp rừng Đắk Lây thì rễ rất to. Còn tôi đang định trồng, đây là điện an tôi cũng trồng hết vào một cái số cái ấy kia. Và nói chung thì cứ trồng, mình trồng trồng chơi nữa. Còn chẳng hạn như địa na nó lên hoa hoa đẹp thì mình có thể mang ra mình bán Tết cũng được. Nếu mà mạc xuân thì nó ra Tết, còn không thì mình bán theo kiểu cây cảnh đấy. Thì tôi thì mình nghỉ rồi thì mình cứ trồng, mình bán cho nhang, gọi là vừa có công việc vui vừa giao lưu. Video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.